Xin lỗi quý vị, chưa có bật mic, bây giờ sẽ bật mic rồi ha. Thì cái chuyện đầu tiên gọi là Đức Thế Tôn Mét Tây Giá ra đời, thì nếu gọi bằng tiếng Việt là gì? Quý vị đang hỏi là nếu như quý vị tồn tại vào thời điểm đó hay như thế nào? Nếu quý vị tồn tại vào thời điểm đó thì chừng đó tính. Còn bây giờ mình tính nó xa lắm. Còn bây giờ người Việt mình á thì gọi ngài là gì? Thì gọi ngài là Phật Di Lặc. Là từ phiên âm từ bên Hán qua. Còn cái thức ăn của chúng sanh vào lúc còn 10 tuổi thì khi mà sư coi ở trong kinh thì cái từ là Kuthu Sakka nó chỉ là một loại ngũ cốc thôi. Mình cũng không biết nó là cái loại ngũ cốc là cái loại gì. Nhưng mà ở đây thì cái bản dịch tiếng Anh á, thì lại dùng cái từ là finger millet, tức là cái loại là kê ngón tay, Google ra ha. Nhưng mà sư thấy cái kê ngón tay nó không hợp lý lắm, tại vì cái kê ngón tay nó cũng đâu phải là một cái gì mà nó khó ăn đâu. Trong khi đó đó, cái bản dịch tiếng Hán á, dùng cái từ là bại tử, mà bại tử có nghĩa là hạt cỏ dại. Thì sư nghĩ là cái hạt cỏ đó, mình coi là cái hạt cỏ thì nó hợp lý hơn. Cái này là do sự lựa chọn của bản dịch thôi. Tại vì vào cái thời điểm chúng sanh còn 10 tuổi thì phước nó thiếu dữ lắm. Cho nên là cái món ăn ngon nhất mà mình nói bây giờ ngon nhất mà như là gạo hoặc là như là cái hạt kê thì sư không nghĩ như vậy. Mà nếu như nó có món ăn ngon nhất là hạt cỏ thì sư nghĩ là nó hợp lý hơn. Rồi. Vấn đề cái này thì chắc có lẽ cho qua ha. Để từ. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.